Rồi, chào mừng các bác đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định, là kênh chuyên những sản phẩm tuyển chọn. Thì video này thì em sẽ test con 949 mà em vừa có video mà quay chi tiết sản phẩm để gửi cho hai bác, thì em sẽ test hai con để mà để chuẩn bị lên đường. Thì đối với con này thì một con thì em gửi bác ở Tây Ninh để bác có đánh 4 cặp loa. Thì đã em tư vấn đánh con này thì nó đánh được 4 cặp loa chỉnh cho mọi vế luôn nha. Ba chép, ba chép. Thì bác cắm đường AUX nha. AUX, cắm đường AUX đây. Thì bác cắm đường loa là nó cũng hát hết trơn nha. Em đã chuyển 4 kênh cho bác rồi. Thì đây, em sẽ lên đèn và xin mời tất cả anh em đăng ký kênh nha. Anh em mà đăng ký kênh thì sẽ được cập nhật những video mà em đăng tải đến hàng ngày. Đấy. Con này thì điện 110 nha, đang đến 110 theo yêu cầu của bác chủ. Con này thì mới về ngày hôm qua thôi nha. Là ship đi bay được về là 3 con, 939 và 949. 949 hai con. Rồi, xin mời anh em nghe nhạc mạng nha. Em sẽ test một ca khúc là đến từ Mạnh Đình và Như Quỳnh. Thì qua hỗ trợ của con giải mã 59 ESG. Thì con danh mã này có giá 6 triệu rưỡi à, xin mời anh em nghe nha. Anh em chờ mình xí nha. Tại con này đang để được 110 thì mình cắm 100 thì nó đèn nó hơi tối nha. Sẽ chuyển qua điện 110. Rồi ok, mình đã chuyển điện 110. Đèn nó sẽ sáng hơn, đầy đủ điện ấy. Thì con này anh em nếu muốn cho đẹp anh em để chế độ này thì anh em phải cắm vào đường khác. Đường như là đường Dolby NR. Thì đang cắm đường AUX. Thì cái đèn này nó sẽ không sáng nha. Giờ khi mình không về vẫn yêu.